Xin chào quý các bạn. Hiện tại tôi đang có mặt tại đất nước Thái Lan. Vâng, nơi mà tôi đang đứng chính là trường đua Chang thuộc tỉnh Buriram. Đây là một trong những cái trường đua nổi tiếng của Thái Lan và thường xuyên diễn ra những cái giải đua MotoGP cùng với rất nhiều những cái giải đua khác nữa. Và trong sự kiện lần này tôi tham dự là giải đua Asia Cross Country Rally năm 2022, giải đua xe xuyên quốc gia châu Á năm 2022. Trong cái giải đua lần này thì Việt Nam có hai đội đua tham dự, trong đó thì có đội đua AK Racing sử dụng và lựa chọn mẫu xe Mitsubishi Triton để làm mẫu xe đua chính ở trong giải lần này. Qua cái sự kiện này thì chúng ta sẽ cùng xem là một đội đua họ sẽ hoạt động như thế nào và lý do tại sao đội đua lại chọn chiếc Mitsubishi Triton để làm mẫu xe chinh chiến. Và ngay phía sau tôi là khu vực service của đội AK Racing. Và đây chính là chiếc Mitsubishi Triton mà đội đua sẽ sử dụng để tham dự vào cái giải đua lần này. Với chiếc xe này thì đầu tiên chúng ta phải nói tới đây là một chiếc xe nguyên bản được sản xuất năm 2019 và được nâng cấp cũng như là lắp đặt thêm một số những cái thiết bị để đạt được cái tiêu chuẩn của FIA trong cái giải đua lần này. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đi vào để xem là những cái sự khác biệt, sự thay đổi đó ở chiếc xe này là bao gồm những gì nhá. Tạm thời chúng ta bỏ qua đi một số những cái phần đề can được dán để trang trí cho xe cũng như là để làm biểu dạng như một màu cờ sắc áo ấy. Và các bạn thấy là mình cũng đang có một cái chiếc áo của đội đua, nhìn phải nói là rất ấn tượng phải không ạ? Cái điểm nó khác biệt và nó ấn tượng tiếp theo ấy là chính là cái bộ phận ống thở này. Đây sẽ là bộ phận ống thở để giúp cho xe cái khả năng lội nước tốt hơn. Và nó có một cái chi tiết đặc biệt nữa là cái tấm tre ở đây. Ví dụ như khi chúng ta lội nước ấy, mà xe rút xuống cái vùng có nước thì nước sẽ bị tràn lên capo, đôi khi tràn lên kính. Và nếu như mà cái nắp, cái đầu ống thở ở đây nó bị hở ra thì nước rất có thể vào ống thở và đi vào bên trong cái bục đốt, như vậy là sẽ bị thiệt hại về động cơ, đúng không ạ? Đây, bộ phận gắn mưa đặc biệt nhé. Đây là cái phần ống để bơm cái phần nước lên rửa kính. Như các bạn biết ấy, ở trong những cái giải đua rally ấy, thì thường cái đường đi nó sẽ là đường bùn lầy và rất nhiều những cái bùn bẩn có thể bắn lên trên kính. Bắn lên thì chúng ta đương nhiên là không thể nào cầm lái để nhìn rõ đường được. Chính vì vậy mà cần tới những cái bộ phận bơm gạt mưa như thế này. Và đây là cái bộ phận bơm gạt mưa dành riêng cho những chiếc xe đua rally. Phía bên này thì được trang bị một cái phần khung ở đây. Đây thì các tay đua gọi là cái vị trí để gạt cây. Với những cái đường đua thường xuyên bị những cái cành cây nó đưa ra như này, bởi chúng ta đua trong rừng, thì nếu như mà cành cây nó đập vào kính này thì ảnh hưởng tới kính, ảnh hưởng tới cái việc đua xe. Chính vì vậy mà cần phải có một cái bộ phận như thế này để giúp bảo vệ cái vị trí này cũng như là gạt cây ra để chúng ta có thể lái xe một cách an toàn. So với cả một chiếc xe nguyên bản thì trên chiếc Triton mà tham dự cái giải đua của đội AK Racing này thì đã được tháo bỏ một số những cái chi tiết không cần thiết để lắp thêm những cái vị trí, những cái càng đỡ và những cái khu vực để hỗ trợ trong cái giải đua cho những cái tay đua vận hành và xử lý. Ở phía sau đây chúng ta thấy này, không có nắp thùng nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ đây sử dụng một cái tấm chắn như thế này. Ở vị trí đằng sau thì đây có cái phần kích để thay lốp này. Đây là tời, tời này là tời rời. Với cái tời rời này thì các bạn có thể sử dụng tời ở phía sau hoặc là bê luôn cái tời này ra phía trước để cắm vào phần trước để có thể giúp xe vượt qua được những cái địa hình bị lầy. Cái này thì sẽ do người hỗ trợ, tức là co-driver ở bên tay ghế phụ đây sẽ hỗ trợ tay đua chính làm những nhiệm vụ như này. Và phía sau đây thì có thêm hai cái lốp dự phòng để có thể thay trong cái quá trình đua nếu như mà xe gặp những cái sự cố. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thấy là có cái phần xẻng ở đây. Đó, bên đây thì có một cái vị trí mỏ neo. Trong cái giải đua này thì thường thì những mẫu xe sẽ chạy chủ yếu là trên những cái đường địa hình mấp mô và cái biên độ dao động của cái xe nó sẽ chồm lên rơi xuống rất rất nhiều. Thế là chúng ta cần được một cái sự cân bằng giữa trước và sau của xe. Thế cho nên là ở những cái đội đua thì họ sẽ tính toán lắp đặt thêm những cái thiết bị như thế này. Và thường thì họ sẽ tính toán cả những cái trọng lượng của đằng trước và đằng sau xe làm sao cho nó cân đối để xe được cái độ ổn định ngang tốt nhất. Nhắc đến cái độ cân bằng và độ ổn định thì ở trên những chiếc xe như thế này chúng ta cần quan tâm tới cái dàn gầm.
dàn gầm chính là linh hồn của chiếc xe đua rally. Ở trong cái giải đua như thế này thì thường các đội đua họ không quá tập trung vào cái vấn đề động cơ ở phía trước. Họ chỉ cần một chiếc xe có một cái động cơ nguyên bản, đạt được cái sự bền bỉ nhất. Chính vì vậy mà đội đua đã chọn chiếc Mitsubishi Triton. Và còn một cái yếu tố nữa, ở trong tất cả những cái mẫu xe bán tải mà để lựa chọn chiếc Mitsubishi Triton này thì có cái trọng lượng tự thân là khoảng 1,9 tấn. Trong khi đó những cái đối thủ khác thì đâu đó sẽ khoảng 2 tấn 1 đến 2 tấn 2. Chính vì vậy mà chiếc xe này nó sẽ có cái trọng lượng nhẹ và nó sẽ có được cái độ linh hoạt khi mà chúng ta chạy ở trên đường rally. Và đường rally thì các bạn biết nó cứ bay lên rơi xuống, bay lên rơi xuống. Thế cho nên là hệ thống treo của xe cũng là cái phần chúng ta rất cần quan tâm. Và chiếc xe này thì được trang bị cái hệ thống fuộc của King. Mình sẽ để lên trên màn hình cái mã fuộc mà đội đua đã lựa chọn lắp cho chiếc xe này. Và theo như mình tham khảo thì toàn bộ cái hệ thống fuộc của xe được trang bị có mức giá lên tới đâu đó khoảng 300 triệu đồng. Và chiếc xe này là được lắp tổng cộng là 8 cây fuộc tất cả. Xe đã được thay cái phần lốp Open Country của Toyo. Đó. Cái phần gai lốp và cái thiết kế lốp này nó cũng là một cái dạng lốp đặc biệt để các cái mẫu xe chạy đường off-road sử dụng. Và đâu đó khi mà chúng ta nhìn vào bên trong đây thì các bạn sẽ thấy là cái dàn fuộc King ở trên chiếc xe này phải nói là thuộc hàng khủng. Và theo như mình quan sát thì tất cả những cái đội đua khác cũng đều sử dụng những cái mã fuộc khác của King để tham dự vào cái giải đua này. Và mình có hỏi thì họ đều chia sẻ rằng cái dòng fuộc King ở trong off-road, trong rally ấy, nó được ví như là tầm kiểu hàng Bentley ở trong cái giới ô tô vậy. Nhiều bạn thì cũng có cái thắc mắc một chút đúng không ạ? Khi chúng ta thấy là chắn bùn ở phía đây, tại sao lại có những cái vị trí chắn bùn ở chính giữa xe như thế này? Đây là cái vị trí chắn bùn được nằm ở phía sau của cái hộp số. Và cái vị trí chắn bùn này là trong quá trình mà các tay đua di chuyển thì sẽ giảm được cái hiện tượng là đá nước bắn lên làm ảnh hưởng tới cái phần trục các đăng ở phía sau này. Đấy, họ phải tính toán rất là kỹ, cực kỳ kỹ lưỡng luôn. Ở phía sau đây nữa cũng sẽ có một cái phần chắn bùn ở đây. Phần chắn bùn này thì là sẽ là chắn cho cái phần fuộc ở phía sau. Tất cả những cái phần từ táp bi cửa này, rồi phần táp rô, rồi những cái thiết bị không cần thiết trên xe, những trang bị không cần thiết, đa phần là được loại bỏ rồi để nhường lại cho những cái vị trí cho các thiết bị khác và để tối ưu lại cái phần trọng lượng của xe. Đối với những cái mẫu xe khác ở trong cái phân khúc bán tải này thì rất nhiều bên đã lựa chọn là làm lại cái phần dàn áo ở bên ngoài của xe để giúp cái xe được giảm trọng lượng xuống. Nhưng mà với Triton thì các bạn biết đấy, chiếc xe này đồ nó nặng khoảng 1,9 tấn thôi. Thế nên nó đã có một cái lợi thế ngay từ ban đầu. Nhưng chúng ta không cần phải giảm thiểu quá nhiều những cái chi tiết ở trên xe, những phụ tùng trên xe. Nhiều bên còn thay luôn cả cái tấm kính này thành tấm mica để cho nó nhẹ bớt đi. Tất cả những cái trang bị bên trong, ví dụ như ghế đua của Sparco hay là dây đai an toàn các thứ này thì cũng toàn hàng hiệu cả. Và cái mức giá mình như đó không nhầm thì tổng cái vị trí từ ghế cho tới đai này là khoảng 50 triệu một bên. Đó. Và có một cái yếu tố này nhé. Với một cái mẫu xe mà đua rally, đua địa hình như thế này ấy, thì thường các cái đội đua khác thì có một cái lựa chọn là họ nâng cấp cái phần cần vào số này cao lên đây để khi mà các tay đua di chuyển họ cần tiến lùi vào số, chuyển số các thứ, nó sẽ thuận tiện trong cái tập tay với hơn. Đội đua của mình thì lại đang lựa chọn cái phương án để cái tay vào số thấp, cần số thấp như thế này. Mình nghĩ là chắc là sẽ có một cái sự nâng cấp nào đó ở một trong một cái lần tới đây nữa. Trước khi bước vào những cái lap đua đầu tiên thì bao giờ ở bất kỳ giải đua nào cũng sẽ có những cái tiêu chuẩn về an toàn dành cho tay đua và dành cho tất cả những khán giả xung quanh cũng như cái đội media. Thì hiện tại tôi đang đứng ở cái khu vực mà ở đây họ sẽ đưa ra những cái tiêu chuẩn để kiểm tra về độ an toàn của chính những mẫu xe tham dự như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiến lại với chiếc xe của đội AK Racing. Để đạt được những cái tiêu chuẩn tham dự vào cái giải đua thì ở cái khu vực kiểm tra này họ sẽ rất là lưu ý tới những cái vấn đề về an toàn sau đây. Đầu tiên là tiêu chuẩn về cái phần khung bảo vệ, khung chống lật và gia cường cho cái hệ thống khung xe ở bên trong. Với những cái phần ống thép này thì sẽ phải đạt được cái tiêu chuẩn về độ dày. Các cái mối hàn này phải đạt tiêu chuẩn. Đó. Và ở đây thì những cái
phụ kiện, phụ tùng như là bình cứu hỏa cũng phải được kiểm tra. Ở đây thì cái bình cứu hỏa của đội AK Racing đang ở cái kim vạch xanh như thế này là đã đạt tiêu chuẩn để tham dự vào giải đua. Nó có cái bọc này anh vừa tháo rồi ấy. Như các bạn có thể thấy thì ở phần trên nóc xe thì có những cái phần khung chống như thế này. Và bạn nhìn cái vị trí giữa đầu của tay đua lên phần trần xe. Khi mà chạy rally ấy, thì cái biên độ dao động nó sẽ dập dềnh liên tục. Và rất có thể là tay đua sẽ bị đưa đầu chạm vào những cái vị trí bên trên này. Nên là ở phần trên này sẽ có những phần bọc mút để bảo hiểm. Và đối với những xe đua mà cái phần mút không đạt tiêu chuẩn cũng sẽ buộc phải tháo ra để thay thế với những cái loại mà đạt tiêu chuẩn. Đặc biệt hơn ấy là những cái phần về chấm bùn như thế này thì cũng có những cái quy chuẩn riêng, ở đằng trước, đằng sau đều như vậy. Thường thì nó sẽ dao động cách cái mặt đường khoảng từ 10 cho tới 15 cm. Khi mà họ sẽ phân biệt ra mũ của người lái và mũ người bên cạnh là driver và co-driver. Thì khi mà mũ đã đạt tiêu chuẩn, họ sẽ dán một cái tem OK ở đây với cái chữ ký của người kiểm duyệt ngày hôm đó. Có lẽ những cái hình ảnh về cái cung đường đua mà đội AK Racing đã tham dự ở vừa rồi thì các bạn đã thấy rằng đấy là những cái hình ảnh rất là đẹp và nó thể hiện được cái sức mạnh của một chiếc xe kết hợp với những tay đua chuyên nghiệp. Trong cái giải đua lần này ấy, thì đội AK Racing sau cái ngày chạy đầu tiên đã đạt cái thứ hạng là 12 trên 32 đội đua. Các bạn có thể thấy đây là rất nhiều những cái đội đua khác. Tính tới thời điểm hiện tại bây giờ là khoảng 9 giờ kém rồi mà những mẫu xe của các đội đua đó gặp sự cố ở trong đường đua mới được chuyển về đến khu vực service để có thể sửa chữa. Và thực sự đêm nay sẽ là một đêm rất dài đối với toàn bộ những thành viên ở trong đội đua cũng như là đội kỹ thuật. Và ngay phía sau đây các bạn có thể thấy là các anh kỹ thuật của đội AK Racing đang rất là khẩn trương kiểm tra, thay thế, sửa chữa và khắc phục những cái sự cố ở trong cái quá trình mà đua chúng ta gặp phải. Sau một cái quá trình chạy trên những cung đường khá là khắc nghiệt như thế này ấy, thì có cái chi tiết, cái bộ phận nào mà dẫn tới cái việc hỏng hóc nặng cho xe không ạ? Cái đường chạy nó rất là khắc nghiệt. Thì sau mỗi lần chạy thì mình, đây như các bạn thấy đây là nó, cái ảnh hưởng đầu tiên là bị va quệt và hỏng phần ba lơ sốc. Vâng. Cộng với một cái két làm mát intercooler. Vâng. Đấy, và bây giờ mình đang phải khắc phục cái này. À, như các bạn thấy nó đã hoàn toàn bị cong, biến dạng và nó bị bật hết các cái nắp này. À, cái này là do một trong quá trình chạy nó bị rơi hố sâu. Bản thân tất cả mọi người ở trong đội đều đang là những người sử dụng Mitsubishi Triton rồi, thì từ cái việc mà mình đang rất là quen với cái xe, thêm vào đó là cái khả năng vận hành của Triton ở trên đường cũng như là trong các cái điều kiện khắc nghiệt nó rất là tốt. Điển hình như là việc trang bị hộp số Super Select trên Triton thì giúp cho xe có khả năng vận hành rất là tốt ở trong những cái đường mà khắc nghiệt, đường mà phải cua liên tục, rồi đường mà phải lên xuống các thứ, thì đấy là một cái rất là hay ở trên Triton. Thêm vào đó là cái động cơ của Triton thì sử dụng động cơ Mivec 2.4, thì có lốc máy bằng nhôm, thì cho cái trọng lượng phần đầu xe nó nhẹ hơn, thì mình có thể cân bằng được trọng lượng đầu và đuôi xe, thì khi đó thì mình có thể cả kiểm soát cái trọng lượng xe tốt hơn. Cá nhân tôi thì thấy là sau hai cái chặng đua thì thấy chiếc Mitsubishi Triton rất là bền bỉ, rất là mạnh mẽ. Ngoài những cái sự cố liên quan đến phần vỏ xe ra thì không có gì liên quan đến phần vận hành cả. Vâng,
Ngay tại thời điểm bây giờ là cả đội đua chúng tôi đã vừa thực hiện xong hai cái chặng đua tại Buriram, Thái Lan. Và sau hai cái chặng đua với cái quãng đường đua phải nói là cực kỳ khắc nghiệt, với một chiếc xe Mitsubishi Triton và với rất nhiều những cái tay đua khác, những cái đội đua khác, thì đội đua AK Racing đã có những cái bước tiến mới ở trong cái thứ hạng của mình. Mặc dù là một đội đua có thể nói là còn non trẻ khi mới được thành lập thôi, nhưng mà toàn thể đội đua, tất cả những thành viên trong đội đua đều dốc sức đồng lòng để giúp cho đội đua có được cái thành tích tốt nhất có thể. Và không thể không kể tới chiếc Mitsubishi Triton, một người bạn đồng hành tin cậy ở trong cái giải đua lần này của đội AK Racing. Và đội đua AK Racing thì tới đây sẽ còn tiếp tục di chuyển sang Siem Reap để tham dự tiếp vào những cái chặng tiếp theo của Asia Cross Country Rally năm 2022. Và chúng ta sẽ gặp nhau trong nhiều những cái chương trình khác nữa. Quý vị các bạn hãy để lại những chia sẻ, những ý kiến đóng góp của mình xuống ngay phía dưới video nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn ở trong những chương trình tiếp theo.